Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại video clip ngày hôm nay thì có lẽ một cái điều mà chúng ta mong chờ nhất tức là liên quan tới rất là nhiều thị phi sau khi mà rào trước đón sau bằng hai cái đoạn clip được lan truyền giữa siêu Phương Hằng và sư Thích Minh Tuệ. Ở clip đầu tiên thì siêu Phương Hằng đã gây bão dư luận bằng một cái giọng điệu có thể nói như thường lệ của chị, một người đàn bà rất là quyết liệt, một người đàn bà có thể nói rằng là thách thức mọi thứ, trong đó nói về sư Minh Tuệ là quất không trượt một phát nào. Cái từ quất không trượt một phát nào đã gây bão dư luận và tạo ra rất nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau. Và sau đó, cách đây 2 hôm thì xin thưa với các bác, cũng là một cái đoạn clip khác. Nhưng mà khi nói về sư Minh Tuệ thì với cái giọng điệu là nhỏ hơn và nói không rõ ràng, tức là không rõ nói là quất sư Minh Tuệ hay quất ai. Nếu như clip đầu tiên người ta dễ dàng người ta hiểu rằng cái việc bà Phương Hằng quất sư Minh Tuệ, thì ở clip thứ hai được lan truyền ra thì bà nói rằng là chưa rõ tôi đã quất ai đâu. Và như thông báo trước thì vào 20 tháng 10 bà sẽ có cái buổi nói chuyện. Bây giờ thì đang là 5 giờ chiều, tức là 17 giờ của ngày 20 tháng 10. Và lịch buổi talk show này đã có. Và có một tiếng để chị nói về cái chủ đề này. Chúng ta nhìn qua cái chương trình thì chúng ta sẽ thấy một talk show mang cái tên thông cảm hay là vô cảm. Thông cảm hay vô cảm là chủ đề của talk show. Và ở đây là chia sẻ dưới góc nhìn của phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Và thời gian thì là từ 16 giờ cho tới 22 giờ tại khu biển nước ngọt, khu du lịch Đại Nam. Chương trình thì đã có lịch và lịch thì như sau. 16 giờ cho tới 17 giờ là đón khách. 17 giờ cho tới 17 giờ 15 là biểu diễn Flyboss. 17 giờ 15 cho đến 17 giờ 25 là giới thiệu chương trình. Và từ 17 giờ 25 cho đến 17 giờ 45 là phát biểu của CEO Nguyễn Phương Hằng. Từ 17 giờ 45 cho đến 18 giờ 30 phút thì là giao lưu văn nghệ đối với CEO Nguyễn Phương Hằng. Và từ 18 giờ 30 cho tới 19 giờ 30 thì là chia sẻ của CEO Nguyễn Phương Hằng về các chủ đề nóng trên mạng xã hội hiện nay. 19 giờ 30 cho tới 20 giờ là giải lưu và khán giả đặt câu hỏi giao lưu với CEO để gửi về chương trình. Và 20 giờ cho tới 20 giờ 30 thì CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ giao lưu hỏi đáp với khán giả. Và từ 20 giờ 30 tới 21 giờ 30 thì một cái chủ đề chính, tức là chia sẻ của CEO Nguyễn Phương Hằng về chủ đề thông cảm hay vô cảm. Và từ 21 giờ 30 cho tới 22 giờ là chụp ảnh lưu niệm và kết thúc chương trình. Và đây là toàn bộ chương trình giao lưu. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là từ 18 giờ 30 cho tới 19 giờ 30 là cái khung giờ đặc biệt, tức là chia sẻ của Nguyễn Phương Hằng về các chủ đề nóng trên mạng xã hội hiện nay. Và rõ ràng cái chuyện này có thể nói rằng là trong cái chủ đề nóng trên mạng xã hội thì chắc chắn đó là chủ đề sư Minh Tuệ. Vậy thì siêu Phương Hằng cũng không nói rõ trong cái chỗ này là nói về sư Minh Tuệ, và chỉ nói rằng là các chủ đề nóng xung quanh mạng xã hội hiện nay. Chủ đề nóng xung quanh xã hội hiện nay thì có sư Minh Tuệ nhưng cũng có nhiều những vị sư khác. Ngoài sư Minh Tuệ ra, ngoài Tăng Đoàn ra thì chúng ta còn có Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh. Một trong những cái chủ đề cũng có thể nói rằng là chiếm rất nhiều spotlight của khán giả. Việc sư Minh Tuệ xuất hiện, một người đầu trần chất đất, không nhận là sư mà chỉ là nhận là một người tập học theo lời dạy của Đức Phật. Đầu trần chân đất chỉ có 3 y một bát, đi khắp từ Bắc chí Nam, ngủ ngồi, giữ đầy đủ 250 giới và 13 hạnh đầu đà. Nó là một cái sự tương phản khi mà chúng ta nhìn thấy những người
mà xin thưa với các bác được gọi là sư hiện nay ở trong chùa. Những người mà được có thể nói rằng là ở những nơi sang trọng, đẹp đẽ, có kẻ hầu người hạ. Và chúng ta nhìn thấy một sự tương phản, tương phản. Và khi mà chúng ta nhìn thấy tương phản thì chúng ta lại thấy rằng là khác biệt vô cùng lớn trong các kinh sách của Đức Phật với những gì mà người ta nói về Đức Phật sau này. Vậy thì Sư Cô Phương Hằng, từ 18:30, tức là 1 tiếng rưỡi nữa, sẽ bắt đầu, và trong 1 tiếng này sẽ nói gì? Sẽ nói để mà phê phán Sư Minh Tuệ, để cho Sư Minh Tuệ biết rằng là thế nào là đúng, thế nào là sai. Hay nói về những cái sư ở chùa Quốc Doanh. Đó, sư ở chùa Quốc Doanh. Và chúng ta hay gọi như vậy đấy, là họ đang nhận tiền cúng dường. À, có thể nói thế này, Đại Nam thì cũng có khu tâm linh, tức là cũng có chùa, nhưng mà cũng không nhận cái tiền từ bên ngoài vào cúng dường như là các ngôi chùa khác. À, cái này hay nha, và phải để ý cái gì đúng của sư mình, của Siêu Phương Hằng và anh Dũng là chúng ta phải chia sẻ nha. À, chùa tại khu du lịch Đại Nam thì không nhận tiền cúng dường của nơi khác, mà là kinh doanh tâm linh, và từ đó là có thể là có cái hoạt động tại trong khu du lịch Đại Nam chứ không nhận tiền cúng dường. À, đấy là cái chúng ta thấy trong cái câu chuyện này. Đây là cái khác biệt đấy. Nhưng mà cũng có chùa, dù sao thì vẫn là có chùa, hay là cái nơi cư trú, hay cái nơi đẹp đẽ. Còn Sư Minh Tuệ thì không có chùa. Đó, cũng không nhận tiền cúng dường. Đó. À, đấy là cái mà chúng ta cũng thấy. Vậy thì Siêu Phương Hằng sẽ cốt ai bây giờ? Sẽ tán thán ca ngợi Sư Minh Tuệ và phê phán những kẻ mà trục lợi cúng dường, hay rằng là sẽ chỉ phê phán Sư Minh Tuệ thôi? Và đó là câu hỏi rất nhiều người đang chờ đợi. Và có lẽ là 1 tiếng rưỡi sau, chúng ta sẽ có cái câu trả lời ở trong cái chỗ này. Và chắc là sau khi khoảng tầm từ 18:30 đến 19:30, thì khoảng 8 giờ và chúng ta có thể là biết được rồi. Thì lúc này là các clip với cả những cái thông tin nó cũng đã lộ lọt ra. Nhưng nếu mà Sư Minh Tuệ mà này, nhưng nếu mà không tán thán và phê phán Sư Minh Tuệ thì nhiều khi lại làm cho anh Dũng bị việt vị. Bởi vì anh Dũng trước đây cũng đã nói về Sư Minh Tuệ với những cái tâm trạng nó rất là tốt đẹp, và cũng phê phán nhiều những người ở chùa nhưng mà không có tu tập. Đó, chỉ có nhận tiền và lợi dụng đạo Phật để mà kiếm tiền thôi. Đó. Thế thì như vậy là anh Dũng cũng bị việt vị nếu như mà phê phán Sư Minh Tuệ. Nhưng mà nếu mà phê phán những loại sư quốc doanh như là anh Từ thì chắc chắn là các anh chị đã cũng có mối quan hệ với cả những cái sư đó. Với những sư đó thì như vậy là cũng trở lại lại mất đi một vài mối quan hệ. Vậy thì cái nào là đúng, cái nào là sai, để chúng ta chờ đợi thôi. Nhưng mà cá nhân tôi nghĩ rằng là nếu như mà phê phán Sư Minh Tuệ thì chắc chắn là số lượng fan của chị sẽ giảm một cách rất là chóng mặt. Bởi vì đối với Sư Minh Tuệ mà nói thì xin thưa rằng là chả có cái gì, đúng không? Chả có cái gì. Và nhân đây thì tôi cũng chia sẻ với các bác một cái bài viết rất hay của một bạn. Và tôi tiếc rằng cái bài viết này nó không được phổ biến lắm, bởi vì cái Facebook của bạn đấy thì cũng rất là nhỏ. Thì một cái bài viết của một bạn tên là Trần Quốc Lễ. Thì bài viết này về Sư Minh Tuệ cũng giống như là một số sư quốc doanh để chúng ta tạm thời chúng ta phân tích nha. Đây là bài viết một cái tên là chiếc áo thì không làm nên thầy tu. Đó là tên tôi tự đặt. Còn là bạn dùng một cái từ nó mang tính chất là nặng nề hơn, nó không mang tính chất tránh ngữ. Thì ở đây tôi cũng xin chia sẻ với các bác. Nhưng nội dung bài viết rất là hay. Trong lịch sử Phật giáo thì Đức Phật đã từng dạy rằng, tôi xin trích dẫn nguyên văn nhé. Trong lịch sử Phật giáo thì Đức Phật từng dạy rằng tấm áo cà sa không phải là biểu tượng của địa vị hay quyền lực, mà là biểu hiện của sự thanh tịnh, lòng từ bi và trí tuệ. Tuy nhiên, đáng buồn thay, nay vẫn có những cái kẻ mà lợi dụng tấm áo này để mà hoen ố cửa chùa, phá vỡ sự thanh khiết của Phật Pháp, đặc biệt khi họ dùng mọi thủ đoạn để trù dập những người chân chính, điển hình là trường hợp của Sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ đã từ bỏ tất cả, đi theo con đường của Đức Phật với ý chí kiên định. Ngài không sống trong những ngôi chùa sang trọng, không hưởng lợi từ bất kỳ ai, mà chọn cách sống giản dị, khiêm tốn. Ba y của Ngài
thì được kết từ những mảnh vải lượm nhặt ở bãi rác, bãi tha ma, cùng với lồng nồi cơm điện cũ nhặt ở hàng rào. Ngày chỉ ăn một bữa, tối về nghỉ trong nghĩa trang hoặc những căn nhà hoang. Trên con đường khất thực, Ngài mang đến hạt bồ đề cho ba tánh, dù phải trải qua nắng gắt, mưa giông, nỗi cực nhọc mà ít ai có thể chịu đựng. Một người với tâm từ bi và chí nguyện như vậy, bất kỳ ai có lương tri thì đều cảm thấy thương xót và kính trọng. Nhưng ngược lại, chính những người khoác áo cà sa thì lại tìm cách bôi nhọ và hãm hại sư Minh Tuệ. Họ không chỉ phỉ báng Ngài mà còn cố gắng trù dập bằng những lời vu khống nhằm làm hoen ố danh dự của một vị chân tu. Tâm từ bi của họ ở đâu? Lương tâm của họ ở đâu khi đối diện với một người chỉ có lòng từ bi và nguyện sống thanh tịnh? Trong khi sư Minh Tuệ sống đơn giản, khổ hạnh, những kẻ này lại sống trong các ngôi chùa rộng lớn, đầy đủ tiện nghi. Họ có người hầu hạ, ăn uống đầy đủ, tối về ngủ chăn êm, nệm ấm và đi lại trên những chiếc xe sang. Tất cả những gì họ có đều nhờ vào sự đóng góp của đàn na thí chủ, những Phật tử chân thành mong muốn sự giúp đỡ phát triển của Phật Pháp. Vậy mà, thay vì sống đúng với đạo lý, họ lại tìm cách lợi dụng quyền lực, bòn rút của cải từ Phật tử. Và khi không còn được hưởng lợi, họ đâm ra căm hận, tấn công những người đi đúng con đường Phật như là sư Minh Tuệ. Câu hỏi đặt ra là, tại sao họ lại làm như vậy? Phải chăng khi Phật tử nhận ra sự thật và quay lưng với họ, họ lo sợ mất đi những lợi ích vật chất mà bấy lâu nay đã không được hưởng? Vì không thể chấp nhận sự mất mát này, họ đã tìm mọi cách để hãm hại sư Minh Tuệ, không từ thủ đoạn nào. Thế nhưng họ quên rằng luật nhân quả không chừa một ai. Chính họ, những người khoác áo cà sa nhưng không sống đúng với đạo lý, sẽ phải đối mặt với nghiệp báo, và điều đó họ biết rõ hơn ai hết. Nhưng sao họ vẫn làm? Điều này chỉ có thể giải thích bằng sự tham lam vô độ và lòng ganh ghét mù quáng. Vật chất, danh lợi đã trở thành bức màn vô minh che khuất mắt họ, khiến họ không còn phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà. Những lời Phật dạy, những giáo lý về từ bi và trí tuệ đã bị họ bỏ quên, trôi đi như gió thoảng mây bay. Những hành động bẩn thỉu, hèn hạ của họ không chỉ làm hoen ố chính mình, mà còn làm ô nhiễm cả hình ảnh của Phật giáo trong mắt nhân gian. Sự khốn nạn và vô liêm sỉ này không thể diễn tả được bằng lời. Nó không chỉ là một sự phản bội đối với Đức Phật, mà là còn một sự xúc phạm đến những tất cả những ai tôn kính đạo Phật. Những kẻ này dù có khoác trên mình bao nhiêu lớp áo cà sa thì vẫn không thể che đậy được sự thấp hèn và vô đạo đức bên trong. Họ sẽ phải đối diện với những hệ quả của hành động mình, không chỉ trong kiếp này mà còn những kiếp sau, bởi luật nhân quả không bao giờ tha thứ cho những kẻ gian ác, nhất là những kẻ mượn áo nhà Phật làm băng hoại Phật Pháp. Và đó là cái lời của bạn Trần Ngọc Lễ, một bài viết rất hay. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những câu chuyện diễn ra trong một tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.